Chúng ta có câu hỏi như sau. Đốt cháy hoàn toàn 68,2 gam hỗn hợp X gồm có glycine. Glycine là có một nhóm axit, một nhóm chất bazơ và có 2C. Thì đây là còn lại là CH2. Tiếp tục alanin. Alanin tương tự COOH NH2. Nó còn lại đây là C2H4. Axit glutamic là có hai axit, một bazơ. Tổng của nó là 5C. Đây 2C thì còn lại là 3C. Đúng á, là C3H8. Nhưng đây có 3 nhóm thế vào thì còn lại là C3H5. Axit oleic là C17H33 COOH. Rồi, như đã dạy cho bạn đó là gì? Trong hỗn hợp này chúng ta có bốn chất mà để cho chúng ta có máy dữ kiện này. Nhìn nè, một dữ kiện này, hai dữ kiện này, và ở đây để chỉ cho chúng ta có ba dữ kiện hả? Do đó em sẽ quy đổi cái hỗn hợp này thành ba chất, được chưa? Thì trước lưu ý quy đổi thì mình đã chỉ các bạn rồi. Đối với chất đầu tiên này thì mình có thể quy đổi như thế này. Khi chúng ta gặp hỗn hợp các amino acid thì chúng ta sẽ quy đổi về CH2, NH3 và COO. Như vậy đây, CH2, NH2, sau NH3 và COO. Được chưa? Trong này có một CH2 này, một COO này, một NH3 đủ này. Thằng này quy về CH2, NH3, COO. Triết lý này đã dạy rồi. Đây, COO đủ này, NH3 đủ này, 2CH2 này. Tương tự, quy đổi về CH2, NH3, COO, 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 hai thằng NH2 với một ở NH3, C3H6 thì đây là ba. Dưới này quy đổi về COO thì đây chúng ta còn lại là C17H34, tức là 17 lần CH2. Được chưa mà? Rồi. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ có hỗn hợp, chúng ta thực chất là có ba hợp phần, đúng không? Ba hợp phần. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ đi tác dụng với oxy. Đây, các ba hợp phần đi tác dụng với oxy. Hợp phần thứ nhất là CH2. Hợp phần thứ hai là NH3. Hợp phần thứ ba là COO. Rồi chúng ta đi tác dụng với oxy. Ở đây muốn dùng bảo toàn cũng được, còn hoặc cân bằng cũng được, tùy. Thôi dùng bảo toàn để cho nhanh. Rồi, thì đây chúng ta sẽ tạo ra sản phẩm là CO2, nước và nitơ. Trong đó ở đây mình đổi cái này sang cho thầy bao nhiêu? Bao nhiêu mà? 3,1 mol. Rồi, yêu cầu chúng ta là tính mol CO2 là ít, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt đây là A mol, B mol và kia đây là C mol. Rồi, ở đây mình còn có một cái tính chất nữa, đó là gì? Khi cho chân này gam hỗn hợp X đi tác dụng với NaOH, đúng không? Trong X thì chỉ có nhóm chất COO tác dụng với NaOH thôi. COO cộng cho NaOH. Được chưa em ạ? Mà đúng hơn đây là mình nhìn thấy này, tất cả đây nó là đều là COOH cả. Thì đây có thể là ghi COH cũng được. COH với CO là như nhau. Được chưa? Nó biến thành COONa cộng cho nước. Số mol thằng này là 0,6 thì đây là 0,6. Được chưa? Khi đó chúng ta có C là bằng 0,6 rồi. Được chưa em ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tính mol X nữa thôi. Như vậy bài toán chúng ta còn có hai dữ kiện được chưa được khai thác. Đó là gì? Đó là khối lượng hỗn hợp với lại mol nước, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có biểu thức đầu tiên.
Hữu lượng của hỗn hợp X sẽ bằng CH2 là 14A cộng nước cộng C cộng NH3 chúng ta là 17B cộng nước cộng CO là 0,6 nhân 44 26 phẩy 4 được chưa, bằng 68,2. Và dữ kiện thứ hai em có thể khai thác đó là bảo toàn hydro. Hydro ở vế trái ở đây là 2A, 3B. Vế phải đây 2 nhân cho 3,1. Được chưa? Sau khi có xong rồi thì em sẽ đi bảo toàn C thôi. C bên trái là A cộng 0,6 bằng C bên phải là X. Đó. Em tính cho mình bằng bao nhiêu? 2,5 0,4 với x bằng 3,1. 2,5. Đây nữa. 3 0,4, 0,4. 0,4 3 X bằng 3,1. 3,1. Ok, như vậy có đúng ở đây là câu C, khá là đơn giản. Sau này mình gặp cái triết lý là gặp hỗn hợp, được chưa? Gồm có các amino acid và axit, được chưa? Thì nhớ quy đổi về ba hợp phần nhé thầy. CH2, NH3, COO, được chưa? Bữa sau sắm một quyển vở ghi cái phương pháp này này lại này. Đó, để mình nhớ. Được chưa? Mình ghi là hỗn hợp như thế này. Ghi phương trình nữa là chúng ta sẽ hiểu được vấn đề thế thôi.